Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và hôm nay mình lại lên cho anh em cái clip đồ anh em nhá. Như em nhìn thấy thì ở đây sẽ bao gồm một vài cái dây tín hiệu mình sẽ thanh lý cho anh em. Giá cũng khá là ok, một vài cái tai nghe, một ít nước hoa, một vài cục âm ly kiêm giải mã và giải mã không mồi anh em nhá. Bên này thì là sẽ là hai bộ dàn mini khá là ngon, đến từ thương hiệu Denon và Pioneer. Anh em lưu ý một chút, số điện thoại của mình vẫn là đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776 và số điện thoại bạn luôn ở ngay bên cạnh là 0965673502. Thì để đi vào đầu video thì mình sẽ giới thiệu với anh em là ba chai nước hoa phù hợp với mùa hè anh em nhé. Ba chai này là một trong số những chai nước hoa cực kỳ phù hợp trong cái mùa hè này anh em. Em lưu ý một chút là mùa hè thì mình phải cần những cái chai nước hoa như thế nào, mùi là khá là tươi mát. Tỏa hương xa thì càng tốt, tại vì là cái nhiệt độ cơ thể nó cao mà anh em, khi xịt hương mọi người nó sẽ có cái độ lan hương khá là xa anh em nhé. Tỏa hương xa và thơm mát để cho anh em mình có cái mùi dễ chịu, không bị tạo khó, không tạo lên cái hiệu ứng gọi là quá ngọt, khó chịu để cho những người xung quanh cảm thấy nó nóng được hơn. Thì đầu tiên là chai nước hoa Hugo và dòng Hugo xanh anh em nhé. Hugo này nó là Hugo Boss. Và anh em lưu ý một chút là chai này thì dung tích của nó chỉ là 75ml thôi, và của nó vẫn là made in UK, hàng của Anh. Hugo thì thường sản xuất hàng của Anh, và chai này nó nguyên nắp luôn anh em nhé. Nốt hương của nó thì tươi mát ngay từ những nốt hương đầu tiên, và đến từ nốt hương đầu đến nốt hương cuối thì hầu như đều là cái mùi tươi mát rất là dễ chịu. Bọn này thì giống mùi Versace với cả mùi Chanel Sport for Men đến khoảng tầm 98-99% anh em nhé. Chai 75ml và còn khoảng tầm 74ml luôn anh em nhé, gần như là mới, và quan trọng là nó còn nắp đấy. Hiện tại chai này đang ở cửa hàng 1,2 triệu, và mình sẽ để cho anh em chai này là 1,000,000 tròn anh em nhé. Một củ tròn cho chai này, cực kỳ thơm luôn, ok cho anh em. Đấy. Tiếp đến đây thì là sẽ là chai nước hoa D&G Dolce & Gabbana dòng Light Blue anh em nhé. Dòng này là dòng nước hoa EDT nên độ tỏa hương nó khá là xa, tỏa hương được hai cánh tay luôn anh em nhé. Dung tích là 100ml, xin lỗi anh em, dung tích 100ml và made in Italy anh em nhé. Hàng này là hàng của Ý. Dòng Light Blue thì mình đánh giá là một trong số những cái mùi nốt hương mà nó khá là thơm, thơm mùi đúng kiểu là hương gọi là đậm hương hoa cỏ luôn. Và chai này thì unisex, dùng nam nữ đều sử dụng được, và khuyến khích chị em dùng buổi tối anh em nhé. Đi dự tiệc buổi tối và trong mùa hè là một lựa chọn rất là ok. Anh em nào mua cho chị em dùng thì gọi là đẳng cấp luôn, hoặc là anh em dùng rất là ok, tại vì cái chai này nó là unisex, dùng cho cả nam và nữ được. Dung tích của chai này thì còn khoảng tầm 95-96ml. Bên kia nó dùng mất một ít rồi và mất nắp anh em nhé. Chai này mất nắp. Hiện tại thì chai này mình đang để là 1,3 triệu, và mình sẽ bớt cho anh em là 100.000. Chai này là còn 1,2 triệu anh em nhé. Siêu phẩm mùa hè luôn. Đấy. Tiếp đến chai này thì là chai Light Blue lớp này, Italy lớp này. Chai này thì đậm chất là for men anh em nhé. Chai là for men, sử dụng mùi thì khá là đậm đặc về những cái nốt hương nhẹ nhàng, đậm đặc nốt hương nhẹ nhàng đấy. Made in France, hàng của Pháp anh em nhé. Dung tích thì 100ml, chuẩn vị chuẩn hương, và mình đánh giá cái nốt hương này là nó có một cái mùi gì đấy pha lẫn cái mùi quế và gỗ anh em nhé, ở cái nốt hương thứ hai ấy, thành ra nó làm cái đã tươi mát trẻ sảng khoái rồi, nó lại còn thêm cái nốt hương gỗ nữa, nó làm cho cái người đàn ông nó nam tính hơn. Và cái chai này là một trong số những chai anh em mình rất đáng chơi. Hiện tại mình đang để chai này là 1,3 triệu anh em nhé. 1,3 triệu, và chai này còn khá đẹp, chưa có mất nắp. Thế là chai này mình sẽ không bớt cho anh em nghìn nào hết nhá. Một chai là 1,3 triệu, chai này 1,2 triệu, và chai này là 1,000,000 tròn anh em nhé. Ok. Tiếp đến đây thì là sẽ là cái đống rắc kết nối chuẩn bãi Nhật anh em nhé. Chuẩn bãi Nhật. Thì đây là mình có hai cái dây 3.5. hai đầu 3.5 anh em nhé. Một đầu con này thì là đầu nó ghi rõ là cổng áo ích phục vụ cho anh em kết nối loa hoặc thiết bị âm thanh gì đấy, thì đều hai đầu là 3.5 tất. Và anh em có thể biết là cái dây chất bãi này dùng thì chắc là mua một lần anh em dùng cả đời luôn, không giờ hỏng, trừ khi chuột nó cắn anh em nhé. Trừ khi chuột cắn. Có hai màu, màu trắng và màu đen, ok chưa. Và dây này mình để đồng giá cho anh em là 50.000 một dây anh em nhé. Dây này anh em đừng so sánh với cả cái dây 10, 15.000, 20.000 mà bọn nó đang bán ở cửa hàng máy tính nhé, không có tuổi so với dây đâu. Dây bãi xịn luôn anh em nhé, bãi xịn, xịn đét luôn, và 50.000 một sợi. Đây là sợi này, là sợi không có chống nhiễu này, 50.000. Và còn duy nhất hai sợi có chống nhiễu anh em nhé, hai sợi anh em có thể nhìn thấy có củ chống nhiễu ở hai đầu luôn.
và hai đầu đều 3.5 và hai đầu có củ chống nhiễu. Thì anh em biết là cái dây củ chống nhiễu nó rất là xịn anh em nhé. Dây này nếu mà anh em mua mới thì không dưới mấy trăm nghìn đâu, và hiện tại mình đang để cho anh em dây này có 100 nghìn một sợi thôi. Ok chưa anh em? 100 ngàn một sợi. Rồi. Tiếp đến ở đây thì là mấy con tai nghe dòng Bluetooth anh em nhé. Hôm nay thì mình đợt này tai dây mình cũng hết rồi, chỉ còn tai Bluetooth thôi. Tai Bluetooth thì đầu tiên con là cái con JVC anh em nhé. JVC cái con này thì con là dòng có hộp cộng hưởng, anh em nhìn đây hộp cộng hưởng đây này. Nó cho chất bát cực kỳ căng luôn. Và con này củ Hausen khá là to. Chất âm rất là ngon anh em nhé. Chất âm khá ngon. Dây của nó thì hơi bẩn một chút anh em nhé. Dây nó hơi bẩn một chút. Và cái dòng này bình thường ngày trước mình vẫn để cho anh em đây. Giá vẫn ghi ở đây là 450.000. Và trên video này mình sẽ xả cho anh em con này chỉ còn 380.000 thôi anh em nhé. Chất âm siêu ngon luôn. Pin được khoảng tầm 5 đến 6 tiếng. Anh em nào mà nghe con này rồi thì mình gần như là không bao giờ nghe được những mấy tai tàu của Việt Nam nữa anh em nhé. Tai siêu rẻ luôn. 380.000 con đầu tiên. Tiếp đến con thứ hai, con này là con M-Power anh em nhé, một trong số những thương hiệu khá là ok ở bên Nhật. Chất âm thì cực kỳ giống thằng Aoki với thằng Anker. Đây anh em thấy nhìn đấy, củ Hausen đây, nam châm hít cực kỳ ngon, có đệm tai và dòng Sport nên sẽ có chống nước nhẹ anh em nhé. Đút vào tai âm bát thì siêu căng, nhưng riêng cái dòng M-Power âm bát siêu căng luôn. Để các phím điều hướng nó ở đây này, dây quàng cổ này. Và nhiều anh em hỏi là tai tại sao Bluetooth nó vẫn có dây, thì xin thưa với anh em là Bluetooth nó có dây tại vì nó liên kết giữa hai cái tai với nhau. Và đây là cái bộ phận driver của nó để nó kết nối Bluetooth, là cái mạch Bluetooth ở đây anh em nhé. Đây là bao gồm pin và driver của nó đây. Và cái dây này để kết nối hai loa với nhau. Đấy, cái dòng có dây này thì luôn luôn nghe hay hơn những cái dòng mà nó không có dây đi kèm ở trong cùng tầm giá anh em nhé. Con này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em là 400 ngàn và mình sẽ bớt cho anh em 50 ngàn, con này là còn 350 ngàn. Anh em nhé, 350 ngàn, anh em nào chơi con nào chụp ảnh video lại để gửi cho mình. Đấy. Và con tiếp theo đây là một con tai VIP đến từ thương hiệu Panasonic. Con này hàng hiếm luôn anh em nhé. Con này hộp cộng hưởng của nó thì khá khu khoang, anh em thì nhìn thấy chất âm bọn này thì cực kỳ ngon. Và cái thương hiệu Panasonic thì cực kỳ ít thấy ở Việt Nam anh em nhé, chỉ có nội địa Nhật thôi, chuẩn nội địa Nhật luôn. Chất âm siêu ngon, pin được khoảng tầm 7 tiếng anh em nhé, pin khá là bền luôn. Đây cục pin đây này, đấy Panasonic, mới khoảng tầm 98%. Giá hiện tại mình đang để cho anh em là 680.000 và mình sẽ tính tròn cho anh em là 650 anh em nhé. 650.000 cho con tai này, ok chưa? Chất âm ngon lắm, anh em nào mà đến nhà trực tiếp nghe thì gọi là tai up Apple ấy, gọi là cụ tổ luôn anh em nhé. Dòng này Apple gọi con này là cụ tổ luôn, chứ không gọi là bố nữa mà cụ tổ luôn. Tiếp đến con này thì là con tai đến từ thương hiệu Maxell, một trong số những cái thương hiệu thuần nội địa anh em nhé. Pin cũng được khoảng tầm 7 tiếng, con này khá là bền. Đây, pin được 7 tiếng, của Hausen thì khá là trâu bò. Anh em nhìn của Hausen nó cực kỳ to luôn, và con này cái driver nó bên trong cũng rất là to anh em nhé. Driver mình nhớ không nhầm của nó là 9 mm, 9-1 mm, 1 cm phải, gần 1 cm, 9 mm. Chất âm siêu ngon của Hausen này, anh em nhìn. Anh em nào thích độc nhá, chất âm ngon nhá, thì đây là một con rất là ok với anh em. Hiện tại mình đang để có 650.000 thôi anh em nhá. 650.000 cho con này. Hôm trước anh nào có một anh đấy cũng có một con Maxell về, bảo là chơi còn ngon hơn con Beat ở nhà của anh ấy. Anh ấy lấy cả con Beat cả con Maxell anh em nhá. Thì anh em đánh giá là Maxell, nghe con Maxell còn hay hơn con Beat. Thì mình đấy là cái đánh giá cá nhân của anh ấy thôi. Còn Beat nó có một cái nét gì đấy cũng riêng. Còn mình đánh giá Maxell cũng là một con rất là hay anh em nhé. Con này hiện tại là 650.000 Maxell. Con cuối cùng ở trên video này thì sẽ là con Anker. Con này mình nhớ không nhầm là con Anker rồi phải. Con Anker anh em nhé. Một thương hiệu chuẩn của Mỹ luôn. Đây cái con này thì anh em lưu một chút là chất âm bass của nó thì nó đậm chất châu Âu nên là nó rất là ngon. Chất châu Âu nó nghe nó bao phê luôn. Âm bát của Anker thì gần như không phải bàn nữa. Nó gọi là đeo lên tai thì mình chỉ muốn đi tập gym thôi. Nó cứ phịch ý. Đẩy tạ các thứ, cảm giác nó nhiệt hẳn luôn. Mình nói thật, đi đeo đi chạy thì gần như là cách biệt với thế giới luôn. Con này chất âm ngon, chất âm ngon, chất bát căng. Pin cũng được khoảng tầm 5-6 tiếng, khá là bền. Và hiện tại con này thì có chống nước nhẹ. Anh em đút vào tai rồi thì gần như là hàng xóm cãi chửi nhau gần như là không bao giờ nghe được luôn. Hiện tại con này mình đang để cho anh em là 550.000. Và mình sẽ bớt cho anh em con này 50.000, còn 500.000 anh em nhé. Con này giá mới hiện tại bây giờ là 1.800.000. Đấy. Rồi. Tiếp đến bên này anh em sẽ nhìn thấy đây là một cái đống thất dài mình để bán cho anh em. Thì như anh em nhìn thấy ở cọc đầu tiên thì sẽ là cọc số 01. Thì con này là con cái thất dàn cao cấp của bộ Pioneer N901 anh em nhé. Pioneer N901 thì con này là cái con thất MD. Thì nó sẽ chơi MD và kiêm giải mã luôn. Con này là giải mã cần mồi anh em nhé. Chơi MD, đọc ghi MD cực kỳ ngon. Và anh em lưu ý một chút là những cái con của thằng Pioneer thì ra chất âm gọi là phải nói là nét này nẹt luôn. Chất âm của MD nó giải mã ra rất là hay luôn. MD của Pioneer.
Con này sẽ made in Japan anh em nhé. Đây có hai đường tín hiệu vào và một đường tín hiệu ra anh em nhé, một đường tín hiệu out. In out của cái tín hiệu analog đầy đủ. Và con này chỉ sử dụng để giải mã thôi, nó không công suất anh em, không thể kẹp loa trực tiếp vào được đâu nhá. Nhiều anh em hỏi có kẹp loa trực tiếp được không thì mình trả lời luôn là không anh em nhé. Đây, phần bên trên anh em sẽ nhìn thấy đây. Cái phần nhôm nó siêu dày luôn, phần nhôm siêu dày luôn anh em nhé. Đấy. Và hiện tại con này thì mình đang để cho anh em giá cực kỳ ngon là chỉ có 1.600.000 thôi anh em nhé. 1.600.000 cho cái thớt dàn cao cấp Pioneer N901 này, cái thớt MD này. Siêu ngon luôn anh em nhé. Siêu ngon của con này luôn. Đây. Con này. Cực kỳ ngon, 1.600.000. Ok cho anh em. Tiếp đến con bên dưới thì là con âm ly của thằng Pioneer. Con này con âm ly Pioneer N701, một trong số những dòng mini của thằng Pioneer mà nó đánh sò than, chơi cực kỳ căng, được cả loa bát 30 anh em nhé. Chơi rất là căng loa bát 30 luôn. Và mình đánh giá là một con chất âm khủng luôn. Đấy, bát chép thì chỉnh bằng cần trực tiếp ở trên mặt này, bát chép này. Đây volume chủ anh em nhé. Có cái chế độ final anh em thì nhìn thấy chế độ final này. Chế độ final này thì nó sẽ cho chất âm ổn định vào trong ban đêm, khi anh em cho chỉnh được cái giải âm cực kỳ chi tiết được anh em nhé. Giải âm quãng âm nó rất là dài để anh em chỉnh đấy. Đây đứng đúng input để anh em chọn cổng này. Đây, đúng input. Direct Energy này, mode này anh em nhé. Có chế độ Direct này, tách biệt cái mạch CMOS, nó sử dụng chip CMOS để tách biệt ra mạch quay laser ra. Wide Laser Lidar Circuit này, giải băng tần âm thanh rộng này. Đấy. Khá là đẹp. Phía sau cọc loa thì toàn bộ cọc loa bắp chuối anh em nhé. Công suất của con này thì là 45W thôi, điện nguyên bản 100V. Các đường line layout đầy đủ anh em nhé. Cọc loa bắp chuối đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa gần như tuyệt đối luôn. Anh em có thể chơi được tất cả các loại loa. Đấy. Và hiện tại con này thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Con này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em riêng con âm ly này giá là 1.800.000 anh em nhé. 1.800.000 cho con Pioneer N701 này. Ok cho anh em. 1.800. Và con MD bên trên N901 này mình đang để cho anh em 1.600. Anh em nào mà chơi về chơi giải mã xuống âm ly luôn thì mua cả đôi luôn. Một phát về là chơi luôn. Tiếp theo là một con âm ly Onkyo khá là cao cấp anh em nhé. Con này là con âm ly Onkyo 5.1, chuẩn 5.1 luôn. Tại vì sao, nó đánh như cả súp hơi. Con này là con Onkyo 205 HDX. Anh em nào mà đang có một bộ âm thanh ở nhà có súp hơi rồi thì lấy con này về là cực kỳ ok. Con này có giải mã là có cả cổng HDMI luôn anh em nhé. Giải mã thì cực kỳ nhiều chế độ giải mã anh em nhìn đây. Mono này, thớt này, cái 5.1 này, có chế độ Direct này, Sitter để giải mã 2.0 này. Công nghệ này, Dolby Digital True này, DTS HD này, Theminthus này, AudiC gì này, Dynamic này, giải rộng này, Theminthus Demino này, RIHD này, VLSC này, HDMI này. Đấy, cái công nghệ VLSC này chính là cái công nghệ VL Digital đấy nha. Lọc nhiễu, chống nhiễu toàn bộ đấy. Nó công nghệ thằng Onkyo cao cấp, thằng Onkyo mua của châu Âu về. Và con này nó là một con âm ly cực kỳ cao cấp luôn. Con này ngày trước anh em không em nào bán dưới 4.8 anh em nhé. Đằng sau sẽ có một cái quạt tản nhiệt này, khá là mát anh em nhé. Các cái cửa cổng này, front này, loa trước này, center này, surround này, hai loa surround này và một cái loa subwoofer anh em nhé. Một subwoofer luôn. Hai đường optical in để phục vụ em giải mã và một đường coaxial phục vụ giải mã, ba đường HDMI in và một đường HDMI out. Có đường sub điện out luôn và line in hai đường. Đấy. Con này full công nghệ luôn. Con này không thiếu bất kỳ một công nghệ gì anh em nhé. Nói chung là nó là một con cao cấp rồi. Và ngày trước thì con này là 4.800.000. Còn trên video này mình để cho anh em con này chỉ có 3.800.000 thôi anh em nhé. Giải mã 24 bit chuẩn và giải mã cả 5.1 luôn. Con này đẳng cấp luôn. Anh em nào mà có thể search giá ở bên Amazon của Nhật, hiện tại con này nó vẫn bán rơi vào khoảng tầm gần 3 man Nhật anh em nhé. Gần 3 man Nhật, không là rẻ đâu. Con này thì hàng nó rớt công về theo đồ lô hàng bãi của mình thì mình bán rẻ thôi, chứ nếu mà con này được mua đấu giá bên Nhật cũng giá cực kỳ cao luôn. Ok cho anh em. Tiếp đến ở đây là sẽ là cột số 02. Con đầu tiên thì là sẽ là con Onkyo X7. Anh em sẽ nhìn thấy một trong số những mã cực kỳ kinh điển của thằng Onkyo anh em nhé. Con này giải mã cực kỳ ngon, giải mã 24 bit chuẩn này. Đấy, chơi MD, chơi CD, nhưng MD con này kén đĩa rồi coi như bỏ anh em nhé. CD đọc cực kỳ ngon. Và CD con này thì chơi mắt 213 nên siêu lành luôn. Công nghệ DOA-Link và băng tần QDAT được tích hợp sẵn cái con này rồi. Ok chơi anh em. Đây. Đấy, cục dàn thì khá là đẹp. Đánh loa bass 25cm cực kỳ căng, FM đủ 108 luôn anh em nhé. Phía sau đây. Công suất là 48W và điện nguyên bản 100V anh em nhé. Và vẫn là made in Japan. Anh em lưu ý một chút là đồ Nhật, đồ Onkyo sẽ là made in Japan. Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, sub điện out, có optical in và out đầy đủ để anh em giải mã 24 bit, các đường line in line out, không thiếu cổng nào.
và có cả kẹp anten FFM để phục vụ em nghe đây. Và con này hiện tại bây giờ thì giá mình để cho anh em là bao nhiêu? Con này hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá chỉ có 1 triệu 400 ngàn thôi anh em nhé. 1 triệu 400 ngàn cho một con chạy cực kỳ ok. Ok chưa? Onkyo X7. Tiếp đến bên dưới là Onkyo V77, một trong số những cái mã hết cái số của đầu V77 anh em nhé. Con này thì MD, CD. Chơi MD, chơi CD. MD con này thì hơi kén đĩa rồi, cũng bỏ luôn. Chơi CD thôi. CD cũng đọc bắt 213 cực kỳ lành anh em nhé. Giải mã 24 bit và tích hợp công nghệ D-Link sẵn ở trên con này rồi. FM đủ 108 và dò đài trực tiếp ở trên mặt luôn. Anh em không cần phải thêm khiển để dò đài đâu. Con này dò đài trực tiếp bằng phím trên mặt. Núm toàn bộ núm kim loại luôn. Anh em nhìn thấy mặt nhôm, hai con đều mặt nhôm toàn bộ. Mặt nhôm sờ rất là mát tay luôn anh em nhé. Phía sau đây. Cục dàn đẹp. Công suất của cục dàn sẽ là 55W điện nguyên bản 100V và cũng made in Japan luôn anh em nhé. Kẹp loa, đánh loa, giải loa cũng là full giải từ 4 đến 16 ohm. Súp điện out, optical in và out phục vụ giải mã 24 bit, các đường line in layout đầy đủ anh em nhé. Và có kẹp anten FFM để phục vụ nghe đây. Đủ 108 luôn. Và hiện tại con V77 này mình đang để cho anh em giá là 1 triệu 500 nghìn anh em nhé. 1 triệu 500 nghìn cho V77. V77 thì đắt hơn X7 100 nghìn thôi. Ok chưa anh em? Đấy là cái đống cục dàn. Tiếp đến bên này thì là sẽ là đến cái bộ dàn mini khá là cao cấp đến từ thương hiệu Pioneer anh em nhé. Con này là con Pioneer RS70, một trong số những mã cao cấp của thằng Pioneer. Thì như anh em nhìn thấy, con này chơi cực, chơi nha anh em nhé. Chơi 3 đĩa CD, 3 đĩa CD hoạt động hoàn hảo. Bên trên là MD, MD con này đọc ghi cực kỳ ngon luôn anh em nhé. MD đọc ghi cực kỳ ngon. Bát chép thì chỉnh trực tiếp trên mặt được anh em nhé. Bát chép đây, chỉnh trực tiếp trên mặt anh em nhé. Bát này, chép này, chỉnh trực tiếp trên mặt. Ok chưa? Đấy. Và anh em có thể giải mã tín hiệu 24 bit cũng trực tiếp ở trên con này luôn được. Đấy. Sử dụng con loa bát đường kính 13 cm anh em nhé. Gân mút anh em nhé. Mang thì mang carbon. Mang carbon và lúm là lúm có dâu rồi này. Thụt hơi mặt trước và bên trên là con chép. Chép là con chép siêu tần của thằng Pioneer. Cặp loa thì cũng góc cạnh phết. Cặp loa đẹp. Cọc ê căng thì hầu như là kim loại toàn bộ anh em nhé. Cọc e-căng kim loại toàn bộ. Và con này nó là một trong số những con cao cấp của thằng Pioneer. Chơi rất là ngon luôn. Phía sau tổng thể đây, anh em sẽ nhìn thấy cặp loa thì sẽ cọc loa bắp chuối toàn bộ anh em nhé. Cọc loa bắp chuối toàn bộ và công suất sẽ là 80W một chiếc. Một cặp sẽ là 160W và trở kháng là 4 ohm. 4 ohm thì biên độ dao động cực kỳ cao luôn. Thế là cho chất âm cực kỳ chi tiết anh em nhé. Đấy, ok chưa? Cục dàn thì sẽ bao gồm là công suất 54W điện nguyên bản 100V và cục dàn made in Japan luôn anh em nhé. Cọc loa toàn bộ, cọc loa bắp chuối này, đây giắc cắm nguồn của nó này, hỗ trợ thêm một cổng cắm nguồn phụ này. Optical in để phục vụ giải mã 24 bit ở bên trên này anh em nhé. Optical out bên dưới này. À, các cái đường line in được mạ đồng toàn bộ anh em nhé. Mạ đồng toàn bộ này. Bên trên là cái cổng kẹp antenna FM nghe đài và con này FM đủ 108 dò full đài Việt Nam luôn. Ok chưa? Và hiện tại cả bộ này thì mình đang để cho anh em giá cũng cực kỳ ngon là chỉ có 2 triệu 600 nghìn thôi anh em nhé. 2 triệu 600 nghìn cho mã này. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc để cho anh em nghe này. Play thử nhạc CD này. CD. Cực kỳ ngon. Tiên anh đi vào đời mẹ Việt.
Việt Nam. Ok chưa anh em? Mã dàn số 03 Pioneer RS70. Mình đang để cho anh em giá là 2 triệu 800 nghìn anh em nhé. 2 triệu 800 nghìn cho mã số 03. Ok chưa anh em? Chơi cực kỳ ngon luôn. Và con này là một trong số những con dàn VIP của thằng Pioneer nhé. Với cái giá 2 triệu 800 mình nói thật là trong cùng tầm giá của thằng Onkyo, thằng Denon ấy, mà cùng tầm 2 triệu 8 thì con này đập một phát chết luôn anh em nhé. 2 triệu 800. Tiếp đến bên này sẽ là con Denon M33, một trong số những mã khá là VIP của thằng Denon. Con này thì bình thường nó sẽ là một con dàn 3-4 thớt cơ, nhưng mà hiện tại dàn về chỉ có một thớt duy nhất là thớt âm ly kiêm CD và kiêm tuner anh em nhé. Kiêm tuner luôn. Thì con này nó đi kèm theo cặp loa bên này, thì bên Nhật tôi đã ghép sẵn combo như thế này rồi. Và về hiện tại đến nhà thì nó có như thế này, còn mình sẽ bán cho anh em đúng nguyên bộ như thế này luôn anh em nhé. Chức năng con này như sau. Âm ly con này thì chơi cực kỳ hay và chi tiết anh em nhé. Dòng này là dòng siêu mini và chơi rất là hay luôn. Riêng những cặp loa mà bass dưới 20 con này đánh ra chất âm gọi là ma mị luôn và cực kỳ chi tiết. Đấy. Mắt CD thì chạy mắt Sanier cực kỳ lành anh em nhé. Chạy mắt Sanier rất là lành, bass chép chỉnh trực tiếp trên mặt được. Con này chỉnh bass chép trên mặt FM đủ 108 giò full đài Việt Nam luôn. Ok cho anh em. Đấy. Kết nối điện thoại máy tính tivi qua cổng AUX thoải mái anh em nhé. Cấu hình loa sẽ bao gồm một con loa bát đường kính 13 cm, gân gọi là gân cao su màu trắng anh em nhé. Màng thì màng ngọc trai, anh em nhìn đây đây, núm núm kim loại này, đấy, núm nhôm. Bên trên là con chép siêu tần của thằng Denon, rất là ngon. Ok, đấy, cấu hình loa, loa thùng vách cũng khá là được anh em nhé, ổn định. Dây nguồn con này anh em nhìn đây, nhìn cái dây nguồn nó biết cao cấp rồi đúng không? Đây, phía sau đẹp, lưới tản nhiệt đây. Công suất của loa sẽ là 40W và trở kháng là 6 ohm, một cặp sẽ là 80W anh em nhé. Đấy. Công suất của cục dàn sẽ là 43W điện nguyên bản 100V. Đấy. Kẹp loa đánh loa từ 6 đến 16 ohm, hỗ trợ thêm một cổng cắm nguồn nữa này, sub điện ao có này, optical ao có này, kẹp antenna FM đầy đủ anh em nhé, các đường line in line out cũng không thiếu cọc nào đâu, rất là ok. Và con này anh em mình kết nối ở phòng ngủ hoặc là nghe nhạc lưu diêu ở những cái phòng nhỏ thì rất là ok, phòng khoảng tầm dưới 30m2. Nghe khá là hay anh em nhé, rất chi tiết. Và riêng cái dòng Bassanier này thì cho chất âm ra CD thì cực kỳ ngon. Anh em nào thích chơi CD thì cứ lựa chọn con này anh em nhé. Hiện tại con này thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Con này hiện tại bây giờ thì mình đang để cho anh em giá là chỉ có 2 triệu 800 nghìn thôi anh em nhé. Cũng 2 triệu 800. Ok cho anh em. Không, con này để rẻ hơn cho anh em, 2 triệu 600 đi anh em nhé. Cái mã số 04 là 2 triệu 600 cho một con Denon M33 anh em nhé. Anh em để search cái mã này trên mạng biết chất âm VIP con này. 2 triệu 600. Vào đây. Chỉ có 2 triệu 600 nghìn thôi anh em nhé. Mã số 04. Mã số 03 là 2 triệu 800 nghìn. Ok anh em. Và cái video ngày hôm nay thì mình xin phép được kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình. Xin chào và tạm biệt anh em.